Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vào chiều ngày 14 tháng 2, người hâm mộ và dàn sao Vbix vô cùng tiếc thương khi phải nói lời tiễn biệt cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Được biết, cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng mất do bạo bệnh, mặc dù đã được chữa trị tích cực nhưng vẫn không qua khỏi. Đến nay, đã gần một tuần cố nghệ sĩ ra đi mãi mãi nhưng người thân vẫn chưa thể nguôi ngoài nỗi đau này. Mới đây, Hoàng Duy, con trai của ông đã có những chia sẻ xúc động trên facebook cá nhân sau lễ an táng theo đó anh đã đăng tải ảnh phần mộ được phủ kín bởi hoa kèm dòng trạng thái thế là bố đã kết thúc một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa bố được sống với đam mê được hy sinh cho đam mê số một của cuộc đời mình mối quan hệ giữa người bố và con trai luôn đặc biệt bố với con cũng vậy có những điều có những thời khắc mà cả hai chỉ cần lặng im thôi là có thể cảm nhận được nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi. Gia đình thật sự cảm động trước tình cảm mà tất cả mọi người đã dành cho bố. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Con trai lớn của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chia sẻ dòng trạng thái xúc động kèm ảnh phần mộ ngập trong hoa. Chia sẻ của con trai nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù đã ra đi nhưng chắc chắn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vẫn sẽ sống mãi trong lòng công chúng cũng như người thân ảnh facebook nhân vật